បាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកស្រីនៃកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលបាទក៏ឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតបាទខ្មែរប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺទី4ខែមេសាខែឧសភាបាទខែ5បាទខែ5បាទឆ្នាំ2021ហើយបាទថ្ងៃ4ហើយបាទដែលយើងឆ្នោតខ្មែរបាទយើងលេខមកដល់កន្លះមក1មក3 43 6និងមក7 43ទីយប់បាទយើងលេខ4ប៉ុស្តិ៍បាទ បាទមានលេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែបាទពុកម៉ែបងប្អូនទំនាក់ទំនងបាទដើម្បីសុំលេខវីអៃភីឬក៏វេស្គុនបាទប៉ុន្តែឆ្នោតខ្មែរគឺខ្ញុំឲ្យលេខនៅលើនឹងដដែលណាលើ OK chẳng vì mà sao anh lấy ấp sai lỗ thế nữa mà vì còn tại ban trôi tung nè trôi tung hay nằng xi mà crop hay nằng khóc khóc màu mà màu đắp chạy màu bơ chẳng đây bà nằng ấy vì khóc màu chẳng hay nằng xi mà crop bay lấy chứ nè bà hay ấp bị lấy trôi tung bà ok nhưng mà mới thay đi thèm đó mà xâm lập thay thì pram dương ở ban tiếng nè bà nhưng mà mới thay thì buồn xong to bà nhưng mà mới thay thì buồn thèm đó mong đọc cả lá mà cái dương mình lấy 8, 6, 8, 7 nó mà 8, 6, 8, 7, 6, 8, 7 cun dương ốc tung 8 nế mong mua được xíu mà dương mình đọc 8 cái cốt 8 đọc 4 cun mà 8 đọc 4 cun ốc tung đọc và hay nâng mong 7 sai xa pram mấy tí và mong 7 sai xa pram tí mình học mua xa rồn 4 mà 8 đọc 4 cun và 8 đọc 4 cun ốc tung học hay nâng mong pram mua được nghiệp bà mong pram mùi nghĩa cứ dương miền lịch đập pram mùi xa muối bà bay đập pram mùi bà đập pram mùi xa muối bay đập pram mùi côn bà dương ốc tung đập nè bà mong trong cõi mong pơ xa ra pram ti miền cài mùi sầu pram mùi bà mồi pram mùi côn nè cài mùi sầu pram mùi mồi pram mùi côn bà hay dương ốc tung bà ốc tung cài bà lúc xây nên cái nhà bà đồng rồi lịch chân nọt mai sắp đặt ngày thứ 4 mây ưu sấp hia bà pì pòn phơi mùi miền tập này bà chúng có xem nắng lo tiếng ở khnề bà sầm côn